xử phạt người đàn ông, chạy xe máy diễn siếc trên đường phố. Hùng điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách. Đánh võng, vượt đèn đỏ trên đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành phố Huế. Người này còn vừa chạy xe máy, vừa biểu diễn siếc, khi đứng trên yên xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường, nên người dân đã ghi lại hình ảnh. Phản ánh đến cơ quan chức năng, để yêu cầu xử lý. Chiều ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trần hùng sinh tháng 5 năm 1975, chú khu vực 1. phường kim long thành phố huế do vi phạm các quy định luật giao thông đường bộ theo đó hùng bị phạt 650.000 đồng lỗi vượt đèn đỏ 350.000 đồng lỗi không đội mũ bảo hiểm 150.000 đồng và lỗi không sang tên xe 150.000 trước đó trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh thừa thiên huế nhận được phản ánh của người dân kèm theo clip, hình ảnh người đàn ông. Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận. Thành phố Huế. Điều đáng nói, người này vừa chạy xe máy, vừa biểu diễn siếc, khi đứng trên yên xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Huế đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, phối hợp với công an phường Phú Thuận. Kiểm tra xác minh sự việc. Qua đó làm rõ, vào khoảng 7 giờ 20, ngày 4 tháng 10, Trần Hùng điều khiển xe máy, biển kiểm soát 75m7 5666, đi trên tuyến đường Lê Duẩn, theo hướng cầu giã viên bến xe phía Bắc, thành phố Huế, nhưng không đội mũ bảo hiểm. Và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.